Một rớt. Rồi tiếp. Rồi 20 người rồi. Nhưng mà tao vẫn chưa vô nè. Này giá bộ bấm chữ L đi bay. Chữ L là rút được liền luôn á bay. Mày nói rồi nó bấm L hết luôn. Rồi bấm chữ L xong phía em lên trên kia. Cao hả? Thôi để mau em chạy lên trên kia em set up cho. Thôi đủ người rồi, 20 người rồi, công an ít lắm. Ủa công an 2 người, anh Tâm, anh thương lượng với công an được không? Ủa công an 22 người luôn hả? A few moments later. Ê, có một thằng vô ngay chỗ rút tiền nha. Rồi 6 chấm 1. Rồi. Một chìa khóa vô chỗ rút tiền. Rồi. Bắn từ từ nha, hết máu rồi vô bơm nha, đừng có mà đứng đó mà căng cho nó. Đừng có bắn từ sau nữa. Ai bắn từ sau vậy? Cộng trước em chết rồi nha. Rồi. Lão Tôn lấy cái này bắn nè em. Lão Tôn lấy cái súng mình mới đưa ra bắn nè. Tòa nhà FBI anh đi khám phá rồi. Tòa nhà FBI anh đi khám phá với lại thằng Câm rồi. Không có bắn từ sau nữa trên lầu. Trên lầu bắn từ từ thôi, đừng có bắn băng văng cái cửa sau ra, thằng dậu nó không bắn được, thấy người là phải bắn. Anh em trên lầu không bắn cửa sau nha. Bắn từ từ nha, cứ bình tĩnh mà bắn, không sao hết. Anh bắn tấp vào đầu em á, hay quá. Ồ, mấy anh công ban tự bắn đầu nhau kìa, lưu mắc cỡ. Sushi đang bắn nào ship. Nó tự nó bắn nhau rồi anh em. Nó tự nó bắn nhau rồi, đúng rồi. Tiếp tục cứ từ từ thôi nha mấy đứa, từ từ thôi. Ui nụ má né ra anh bắn vô đầu mày kìa, thằng nào vậy? Còn 50 giây nhá. Bên cửa sau canh cái góc cửa ngoài kìa, bên cửa sau canh góc cửa ngoài anh chỉ kìa, công an công vô đó kìa. Trên lầu coi cửa sau này thằng Hải nó nhảy vô rồi nè. Trên lầu coi cửa sau thằng Hải nhảy vô kìa em ơi. Coi cho thằng Hải nó bắt trên lầu này, trên lầu coi cửa sau thằng Hải nhảy vô nè. Cửa sau lủng hả? Cửa sau lủng hay sao? Chưa anh. Ok, không sao. Đừng có đứng ngay đầu anh, thằng nào vậy? Thằng Tiên Đồng này mày đứng cái kiểu đó luôn á, tao bắn mày chết. Một rớt, rồi tiếp. Cửa sau nhớ canh cái góc camera cho anh nha. Ok. Rồi, cứ từ từ đi. Bên đó chết nhiều lắm rồi, bên mình chết cũng không ít đâu. Nhưng mà cứ từ từ đi. Không được rồi, anh phải chạy ra anh sau rồi. Đấy ra. Không thằng nào canh cái lỗ đằng sau hết kìa. Đi, con mẹ mày. Chú Cụi lo chứng tử đi thôi anh. Qua đây. Chú Cụi lo chứng tử đi thôi anh, qua đây. Canh cái lỗ này cho anh. Kéo thằng Bảo lên giùm cho em chứ được không? Canh cái lỗ này. Canh cái lỗ đó, canh cửa trước để anh mới bắn được. Kéo thằng Bảo lên em, bắn đợi. Chưa, xong rồi nha, xong tiền rồi nha. Bảo đang ngồi dưới thêm chơi á. Bu ở đây chi vậy?
mày đưa đạn, mày đưa đưa tao bỏ đạn súng AR đi. Thiên vòng còn giáp không đưa anh cái giáp mà. Lên đi, nhóm gơ đi. Còn lên. Lên kìa, lên kìa, lên kìa, lên kìa, đằng sau, đằng sau. Chú tước bắn kìa, đằng sau. A few minutes later. Để em hát nhạc tù cho anh Tâm. Còn đâu, nào hát đi. Ủa anh không hát được bây giờ 1 giờ mấy 2 giờ đêm rồi. Hát nha chứ đừng mở nhạc nha, toàn bản quyền đủ mấy tôi kích hết một lũ á. Bậy, em có biết đàn đàng hoàng bậy. Rồi ok, rồi hát ra. Nào. Vâng ngại. Ơi, anh em mình quét cái lồn gì nữa, tầm này vô xếp hàng ngồi vô đó. Chụp hình đây, chụp hình, chụp hình. Xếp hàng ngồi vô chụp tấm hình đi tù rồi, chụp tấm hình. Ai đó cứu em ra đi thôi. Từ từ anh kêu kêu người lên rồi. Nè, ra xếp một hàng nghe nè, nghe nè. Nghe nè, nghe nè, nghe nghe cái gì lên trên ghế kìa, bấm bấm xích che ngồi xuống. Bấm xích che ngồi xuống để chụp tấm hình mình đăng lên lên group coi. Bấm cái sao em. Bấm y mặc đồ lại hết đi tụi em. Y mặc đồ lại hết đi mới chụp được chứ. Ốc cái súng không được. Xích che nè. Xẹt gửi cho anh nè. Nhảy tù, nhảy tù, nhảy tù, nhảy tù, nhảy tù. Đó, ghi cái này. Rồi đó, xếp hàng vô trước xong rồi đó tôi bấm ngồi xuống. Ngồi quay ra. Còn không thôi khỏi khỏi ngồi, đứng đi, đứng đi. Lên cho đó đi, mỗi thằng đứng thêm một bậc. Đứng. Đứng bậc kìa, 2 3 thằng, 4 5 thằng gì đó, đứng lên. Đứng cho đàng hoàng ra. Ai hiên. Ai hiên chiều cũ đứng trước. Đứng vô mấy cái bậc kia nhanh lên. Đó, mấy mình kia nó biết ngồi kìa, tụi mày biết ngồi không? Xếp cho ngay ngay vô xong rồi ngồi xuống. Xếp thằng ngủ mé của đĩ hàng Nga này. Xếp vô coi. Coi. Cái chỗ này chịu đứt tao hoài vậy. Đó, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi cho đẹp đẹp để chụp tấm hình nữa đăng lên group coi. Thằng Kim Sĩ Điệu ngồi xuống rồi đó. Kim Sĩ Điệu ơi. Trên đầu ngồi xuống em. Nhảy vô trong trong á, ngồi lên trên khúc trên kìa. Xích che này nè, sẹt e giống này nè. Thôi cũng mắng để thiên vọng ngồi trên đầu người ta luôn. Đó, ngồi vô. Không mà bạn ngồi kì em, trên này nè. Anh Tâm ơi, anh Tâm, cái gì? Cái vượt ngục của anh Tâm. Không, đủ mám vượt ngục, anh đầu bụi anh cứt. Ồ, còn hai kia đứng ngoài nó hốt hoài luôn kìa. Kệ mẹ đi, nói không nghe thôi. Nó cười má mày vô đây. Leo lên ngồi xuống, nhanh đi còn chụp hình nè. Cởi nón ra hết đi, cởi nón ra hết đi. Còn không một rồi cởi nón ra hết, hai rồi đội nón vô hết. Rồi vậy cởi nón ra hết đi, anh em cởi nón ra hết đi. Ngồi xuống. Rồi, được rồi. Tiên Đồng ngồi xuống. Đã rồi. Được chưa? Nhanh nhanh chụp hình là đủ má trời nắng đẹp nè. Ngồi không được ở đây thôi, điệp mẹ mày đứng luôn đi. Còn Toàn Khánh nữa, con không biết ngồi hả con? Vô, một. Đừng có chat nữa. Ngồi yên nha, không chat nha. Để tắt cái chat để chụp nè. Trời ơi, đủ má, tụi mày có thấy thằng Long Dương, thằng Thái Bạch nó ngồi trên đùi Long Dương không? Một Khánh vô đứng đàng hoàng con để chụp nè. Quay mặt ở đây Khánh. Một hai ba ok lưu lại đăng lên group rồi tụ trong máng tay của Long. Chào anh vô đi. Ôi. Đồ má, nó hát còn dở hơn thằng Beo nữa. Nó dở hát hay cỡ AB á. Bài hát bây giờ đi. Ôi cho anh em. Tình yêu như món quà. Ghi coi nhau. Tình yêu như món quà. Bỏ cạnh đi vô đây làm gì. Nằm trong khám lương nè. Mở cửa ngay hai lần nè. Lấy nước và lấy cơm. Ai bị cạt ra rồi mày ơi, ra rồi. Nằm ở AB
như bốn bức tường cao nè. Mấy thằng thiên triều bị treo giò. Nhớ like nhớ sub để còn tăng nữa, tương tác các kiểu như chưa. Không thôi là giận, biết chưa.